quan khách. Ngay sau đây xin được thân mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía cổng Tân Gia Đại Cát, nở ra một tràng pháo tay để chào đón Tân gia chủ, anh chị Trấn Thích trong buổi trưa ngày hôm nay bước lên sân khấu để ra mắt tới toàn thể quý vị. Tổng mới sừng nhảy sừng đồng còn tay ngắn đôi pin đồng nữa. Xin mời. Kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, đến với ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày chúc mừng ngôi nhà mới của anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức của chúng tôi rất lấy làm vinh dự và chắc chắn rằng trong buổi trưa ngày hôm nay, gia đình anh chị Trấn Thích cũng như ban tổ chức của chúng tôi sẽ có rất là nhiều điều sự thiếu sót. Chính vì thế mong quý vị chúng ta sẽ cùng lượng thứ và bỏ qua cho sau đây để tỏ lòng cảm ơn tới quý vị khán khách bằng những lời nói thật ý nghĩa nhất, sâu sắc nhất. Xin được trân trọng kính mời em Ngọc Mai sẽ có đôi lời phát biểu thay cho gia đình anh chị Trấn Thích ạ. Xin được kính mời em. Chương phòng nghề chương tin lòng hòa sừng con cho tô làng cửa sò lề chương sò lề chương đổi trường phủ trà lì chương bí thư phủ trà quang chương phủ trang tính sàng lại bàn mương ứng mắt tổng sò chương bình ý tràng rộng sấn nửa xương mè nam tiền sò chương phương ai thành nghiệm tuổi dòng sao sàng sao và ba dương món nâng đỏ sò phà hải hối mô trần tính qua cửa trông mây lòng có mọt cho biến cho thái nhà bốn mở sở bốn lì xin qua phì bền bếp đi cửa trắng phì bền bếp bóp mày bóp nhọt phân lường lường thông thiểu chuồng hông sông kín tộc chính tổng màng dè chiếc tiềm cầm na bùn bùn có bên chi lì hằng mi mưa nà chu bón mà bìa dương chiếc lầy tòi lang áo chờ co tên lò pin ông ơi chiếc lì ai cái trắng lầy dệt hay ó lại ba dệt ta ó lại cầu trắng kiếm lầy ngân tập kho cầm cong co sủ trắng nhẹ phải sự ấu lếch ma dài như xẻ tán tay ma dài lầy bó xẻ tải tráng lán ma còng chiếc thẻ tù con nỏ con lục ba đếch lá lầy xi mông mi nỏ lục ba ý ai cái trắng cà mưa nằng mô nằng mò lê mo nằng trang hà mưu chẳng mẩy mưu lì xem phí bước đi sẵn kẻ ngò lâu ba chẳng bó ai cánh nặng má tròi lại không chẳng bó lung cánh tà mắt phúc sầu mà lầy bó ai xấy sờ má tròi tìm mưa thay cửa lại mưa bên chóng hò ó anh cổng tặng trong sức hườn với rằng thay cửa trắng hìa về hương thay cửa trắng hìa mong điều chém hoang cửa trắng lầy là hấp khửn mưa nâng lầy là con khửn mưa rú đích thôi khửn mưa mả mưa bè khẩu ké khửn mưa mặn mưa dưng chiếc dưng mướn tì xèn khẩu đếm điều mua bè lại lang tay hai na phú lòng chiếc bền máu buông hoang phần chiếc rú màn mướn mử xèm trăm văn phì chiếc bền hương làng đi bớ mi chơi chai tay lòng bên ông ơi thay đi cờ giản tàu bảo bớ chân ý ai cái trắng kiếm này cắm pháp luồng nó thằng tránh ban khẩu chuông mưa ngân mở làng sùng tránh hia cáo mưa hải nòng rú lại na lúc nà rú lại bàn cùng bàn rú lại phương phải cái trắng ngao cằn hát bánh tay nắm nửa sửa chân bị hồ kiểm má chốt mà chốt phần chốt mắt má làng sửa ngày ai cơ ba máu là lời rú tăng bàn ông chứ bấu mi sang ngờ xưa cho lời chốt chốt phải nông bà mẹ lâm chứ hảo khăn dết sang nghi lầy cây sang đi bềm dết khẩu hay hương nà dết khẩu na hương cầm cà phê phản na cam na cám lành tí này em ba mẹ tí nông nơ hảo khăn mẹ em ba mẹ cho phụ lại cố nơ. À, dạ vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, nhà là nơi giấu đi xa chúng ta vẫn luôn nhớ về, nhà là nơi có con ta, có vợ ta và có chồng ta, nhà là nơi không chỉ để che nắng che mưa mà nhà là nơi để lưu giữ và giữ gìn mái ấm hạnh phúc của một gia đình. Và sau những năm tháng trải qua một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì gia đình anh chị Trấn Thích, hai vợ chồng cũng đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau xây dựng, chất chiêu. Nhưng ngày hôm nay, hai vợ chồng anh chị đã xây dựng cho mình một ngôi nhà vô cùng khang trang sạch đẹp mà ai ai cũng mơ ước có được, đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, các cụ ta ngày xưa thường có câu nói rằng an cư thì mới lạc nghiệp, thuận vợ thuận chồng tất cả biển đông cố cạn, đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Và như vậy, tổ ấm của anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã hoàn thiện rồi. Chính vì vậy, anh chị đã đi chọn được một ngày lành tháng tốt, đó chính là ngày hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2023, tức ngày 8 tháng 9 năm Quý Mão là ngày lành tháng tốt.
anh chị đã cùng đại gia đình của mình chính thức bước chân vào ngôi nhà mới của mình để sinh sống sinh hoạt trở lại. Chính vì vậy, ngày hôm nay anh chị đã dành tất cả tâm tư, tình cảm, tâm huyết của mình vào bữa tiệc ngày hôm nay để rồi thân mời tất cả quý vị quan khách khách quý chúng ta đã có chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng nhau trở về đây tham quan ngôi nhà mới cũng như để chúc mừng cho tân gia đại cát của anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và sau đây, cho phép MC Thuần Khuê và Ngọc Mai xin được trinh trọng tuyên bố tiệc mừng tân gia đại cát của gia chủ Trấn Thích xin chính thức được bắt đầu. Nổ vừa rồi cũng đã minh chứng cho anh chị bước chân lên ngôi nhà mới được thành công tốt đẹp đúng không nào quý vị ơi? Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, trong ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại chúc mừng ngôi nhà mới của anh chị trong buổi trường ngày hôm nay thì các cô chú anh chị cũng đã chuẩn bị những món quà hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất và đặc sắc nhất trong buổi trường ngày hôm nay để trao tặng cho anh chị đúng không ạ?